Hello, xin chào các bạn, trở lại kênh Dòng Blockchain nào. Ngày hôm nay kênh lâu lâu lắm rồi không có làm cái gì để chia sẻ, mang tính chất chia sẻ về cộng đồng cho quý anh chị nhà đầu tư bất động sản trên đảo Phú Quốc và anh em môi giới bất động sản trên đảo Phú Quốc. Thì hôm nay em rảnh thì em thấy thị trường bất động sản Phú Quốc vào tháng 7 này thì thị trường nó cũng bị hơi chầm lắng ha, nó cũng là cái tình hình chung thôi cả nhà. Thì tháng 7 mà, cái tháng 7 là cái tháng người ta nói kêu cái tháng cô hồn đó. Thì cái tháng 7 này người ta hạn có một số anh chị nhà đầu tư người ta hạn chế đi tới rồi này kia. Thì theo cái góc độ của em á, thì cái quan điểm của em á, tháng 7 là cái tháng báo hiếu. Còn quý anh chị hiểu như thế nào thì em biết góc độ em, để em nói cái vụ mà tháng 7 đi ha. Thì cho góc độ em chia sẻ với anh chị nhà đầu tư á, thì cái tháng 7 này á, là thực chất á, nó là cái một tháng báo hiếu chứ không phải là tháng cô hồn. Cái gì á, cái tháng 7 này á, là mình theo á, mình theo cái gọi là tôn giáo, mình theo giáo á, thì á, theo mình biết á, theo các lúc còn mình còn trẻ, hoặc là anh chị cũng cần coi bộ phim, những cái phim mà của Trung Quốc hay là gì, chứ trong nhân gian mình nói tháng 7 là ở dưới âm phủ thả mấy người ở dưới địa ngục, rồi thả, mở cửa cho con mấy người cô hồn mới lên người ta, như là nó giống như mà một năm được có một tháng nha, tại vì với nhân gian. Thì cái góc độ của, theo cái góc độ của em ha, em nói thật sự em chia sẻ, thì cái tháng 7 thật chất là một quá tháng gọi là tháng Vu Lan báo hiếu, là cho những anh chị nào còn cha còn mẹ ha, còn tại thế thì cũng nên báo hiếu, và bản thân em cũng vậy ha. Thì còn thương còn cha còn mẹ thì hiếu hiếu, hiếu hạnh vi tiên, hiếu là đứng đầu trong các, để thành một cái người tốt trước hết là mình phải có hiếu với cha có mẹ. Thì cái tháng 7 này á, là cái tháng khi xưa kể nó kể đi, cách đây dài là coi góc độ tôn giáo đi, như là vậy là cách đây 2.565 năm Phật lịch đó, thì ở bên Ấn Độ thì cái ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài có một đệ tử tên là Mục Kiền Liên, hôm nay là hồi này là chứng quả là Bồ Tát, chứ ngài Cục Quyền Liên là không phải là cũng chưa thành Phật, mới chỉ là ở ngôi vị Bồ Tát nha cả nhà. Thì ngài Mục Kiền Liên á, ngài là một trong những đệ tử mà đại đệ tử của Phật và có thần thông, rồi gọi được đệ mệnh danh là đệ nhất thần thông. Trong quá trình mà ngài tu tập và chứng quả, nghĩa là chứng tất cả các thần thông, thì trong quá trình thiền định của ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát á, ngài á, người nhập tọa và ngài quán chiếu mới tưởng nhớ đến được mẹ của ngài, và thấy mẹ ngài ở một cái cõi giới ha, cũng còn ở một cái cõi giới là cái cõi giới ngạ quỷ, nó chứ không phải địa ngục. Thì cái cõi giới đấy, ngạ quỷ, thì nó một trong những năm sáu cái cõi giới trong cái luân lục đạo luân hồi. Thì cái lục đạo luân hồi quý chị nào học mà Phật cũng đã biết rồi, thì trong Phật giáo nó có là sáu cái bánh, sáu cái nan cầm, giống như là cái sáu bánh xe á, trời người Atula, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Thì ba cái cõi giới kia là ba cõi giới là gọi là an lành này. Còn ba cõi giới kia là ba cái cõi giới là ngạ quỷ nè, súc sinh và địa ngục. Thì ngài ngài mới quán chiếu trong thiền định, ngài mới thấy được mẹ của ngài đọa ở cõi ngạ quỷ, đang trong tình trạng đối khác. Thì cái theo cái mô tả ấy, theo mình hay thì mình coi những cái chùa nó ngạ quỷ là sao, là cái bụng bự nè, và cái cổ họng như một nhỏ, ví nhỏ như một cây kim gì đó, dù có ăn cũng không có mấy cổ không no, mà luôn nhìn cũng đói khát và đau khổ rất ngày đêm đó. Nên á, ngài sau khi xuất định, ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát ngài mới trở về đó, với gặp sư phụ, có nghĩa là ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài mới tìm á, ngài mới hỏi nguyên do đâu, hỏi sư phụ của ngài đó, mà mẹ của ngài đọa, còn đọa ở địa ngục, ở ngạ quỷ. Thì
Đức Phật. Đức Phật thì đã là Phật rồi, là ngài đã chứng quả rồi. Phật là thì cái trên thế gian này vũ trụ gì cái này ngài đều nắm trong bàn tay hết, đều thấy hết. Nói với cái góc độ mà nói Phật giáo thì ai có nghiên cứu Phật giáo thì đều công nhận thì ngài thấy hết. Ngài mới chưa mà nhìn mới ngài thấy là cái trong thời lúc còn tại thời á, thì ngài á, mẹ của ngài á, Mục Kiền Liên Bồ Tát phạm rất nhiều sai lầm, bỏng sẻn, ganh tức á. Mà sau khi á, chết á, thì vẫn còn đọ ở cái cõi là cái cõi ngạ quỷ, chứ chưa được đi tái sanh. Thì cái cõi ngạ quỷ là cũng một cái hình thức tái sinh, mà một trong sáu cảnh giới là một chúng sanh chết khi mà lâm chung tái sinh ở một cảnh giới là không thân, giống như mình nè, người nè, ở cõi người nè, thì mình tái sinh lại là mình có cái thân, một cái thân thể vật chất này là để mình có hình thể và hình tướng. Còn cái thế giới của cõi giới mà trong lục đạo á, là cái thế giới ngạ quỷ là họ vẫn tái sanh nhưng mà họ không có thân, không có thân hình, nhưng mà giác quan đều họ có hết, đau khổ vui buồn không biết họ có hết, nhưng mà cõi giới bắt đầu cộng họ hiểu hết. Nên á, ngày Đức Phật mới nói mới ngày cái thầm tháng 7 này á, nói với ngày Mục Kiền Liên Bồ Tát á, là ngày rằm tháng 7 này là ngày 10 rằm tháng 7 là cái ngày tử tứ, là 10 phương tăng. 10 phương tăng tức nghĩa là các chư tăng, chư hiền thánh tăng nha, nói là chư hiền thánh tăng nha, là những người tu chân chính, là họ về họ tu, họ tập lại, họ mới đầu mình mới cúng dường, cúng dường thánh tăng, tức nghĩa là những mình phải sắm những cái phẩm vật ha, như đồ ăn thức uống nè, giường mền đồ này nó cho các y áo cho các chư tăng, và nhờ các thánh tăng nó mới dùng cái nhìn dùng nghĩa là dùng cái lời kinh tiếng kệ mình dùng cũng là quay thần đó, thần lực của mình á, nhiều người thần cũng có những thần lực này, mới dùng những bài chú mới được đọc và hồi hướng công đức cho mẹ của ngài, và mẹ ngài thoát được khỏi A Tỳ địa ngục, là trong nhân gian đúng là khó khỏi ngã quỷ. Và cùng ngày đó rất bao nhờ quay lần của mẹ của ngài mà rất nhiều người được đi tái sanh về cõi giới mới, không là đi lên, nhưng trong là những cái cõi giới như là an lành á, an lành là cõi giới giống như là ít nhất cũng là người nè, trời nè, Atula trời là xuống nhất rồi. Nó nhìn trời mình coi phim ở trên trời đó, ra trên mây nữa, mây còn xuống nó thấy tất cả không, nhìn xuống thấy trơn rồi. Rồi muốn chia sẻ nhiều thôi, thì cái quan điểm cái tháng 7 của mỗi nhà mỗi khác, mỗi người mỗi khác, thì mỗi người có một cái quan điểm mà góc nhìn khác nhau. Và hôm nay cái chủ đề mình muốn đề cập đến cả nhà là muốn chia sẻ cho quý anh chị nhà đầu tư và bà con mình ở đảo quốc á, và anh em môi giới á, có một cái góc nhìn mới ha. Đây là một cái thông tin mình muốn gửi, mình chia sẻ cái mục đích để chia sẻ ha. Kênh của dòng blog trên nằm để mục đích chia sẻ những cái thông tin nhằm để minh bạch hóa được cái thị trường bất động sản của thành phố Phú Quốc ha, để không bị bị nhũng đoạn cái thị trường, gây khó mua bán, và cũng trong đó cũng mấy anh em môi giới cũng khó mà mua bán những bất động sản, mà nhà đầu tư cũng không dám đầu tư bất động sản của Phú Quốc nữa, nên họ chắc ngại về cái thông tin. Thì mình cũng vậy thôi, cái góc nhìn của mình bây giờ mình đi đầu tư một cái thị trường nào đó mà có thông tin rõ ràng minh bạch đó, thì mình đâu có sợ gì đâu. Thì nhiều cái thông tin mình không rõ nên mình còn sợ. Thì nếu mà quý anh chị nào mà có theo dõi kênh thì quý anh chị đã biết rồi, một số anh em bạn bè đã biết rồi, thì mình mục đích để chia sẻ thôi chứ không có làm một cái cá nhân ha, không muốn trục lợi trên cái gì trong đây, mình chia sẻ để không nhìn mở ra muốn trao đổi với anh chị. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ha, bấm cái chuông
ủng hộ cho để em có cái động lực để đến khi mình có cái thông tin gì để em chia sẻ lên cho quý anh chị nhà đầu tư về cái góc độ nào đó ha, để muốn muốn giao lưu với anh chị và nhà đầu tư và mấy anh em môi giới bất động sản. Ồ, cái mà sau lưng thấy đẹp không? Cái này là cái đồ án của cái nhà. Cái đồ án này quý chị đừng quan biết mà. Cái đồ án này là phân khu xây dựng của trung tâm của hành chính của trung tâm cái đầu gọi là của phường Dương Đông á, có đẹp không? Chỗ đây là có những hai tòa nhà là điểm nhấn ha. Nhà tới 60 tầng ghê không? Rồi, giờ mà quý anh chị nhớ theo dõi mình ha. Rồi giờ cái tiếp mới là cái vấn đề ha. Để em vô chủ đề ha. Và trước màn hình quý anh chị và các bạn á ha, quý anh em nhà môi giới và mấy anh chị nhà đầu tư mà trên bất động sản trên thành phố Phú Quốc và bà con trên thành phố Phú Quốc á, nếu có rảnh nghe mình đọc lại những cái nội dung này ha, thì cái nội dung này nó khá dài nhưng mà nó rất là quan trọng. Thì mục đích là gì? Để cái mình hiểu đâu là đó là cái ranh rừng dài, nối ranh rừng 98 ha. Và quý anh chị theo dõi để mình đọc cái thông tin này và để mình phân tích một số mà cái góc nhìn ha. Thì cái quyết định là số 794 này nè của tỉnh Kiên Giang, thì ngày 25 tháng 3 2022, thì cái quyết định này nè về việc nè giao đất nè, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vườn quốc gia Phú Quốc ha, tại xã nè, các xã nha, Cửa Dương, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Gành Dầu, Cửa Cạn, Dương Tơ đó, là những cái xã này đó, là 1 2 3 4 5 6 6 xã. Đây là cái nội dung, bây giờ mình bỏ qua những nội dung ha, mình đọc quyết định ha. Thì trong cái quyết định 794 này nè, nó có điều 1 ha, đọc từng điều nha, điều khoản nha. Thì giao đất có tổng diện tích là 296.112,479,1 m². Thì cái này đổi ra thì quý anh chị hecta là biết bao nhiêu rồi đó. Thì được điều chỉnh ranh giới bổ sung diện tích quy hoạch đất rừng đặc dụng theo quyết định số 633 ngày 11 tháng 5 2010 của Thủ Chính phủ cho vườn quốc gia Phú Quốc tại các xã Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Hàm Ninh, Dương Tơ, trong đó là cấp giấy chứng nhận đối với diện tích là 291.171,242,5 m² đất rừng đặc dụng, là cấp giấy chứng nhận là 633, là cái 633 là nhớ cái mốc này nha quý chị, như thường anh chị nhớ nha, 291.000 ha, cho nó tròn lên dễ nhớ. Thì cái vị trí ranh giới cái khu đất được xác định theo tờ chích đo địa chính số 77 nè, thì cho khi 2021 nè thì đo một lần là số 77 nè, ngày 21 là số 21 nè, 2021 luôn nè, số 91 21 luôn nè, số 14 2021 nè, số 59021 nè, số 155221 nè, số 176 21 nè, ngày 28 tháng 12 này do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường và được Văn phòng Đăng ký Đất đai ký kiểm tra ngày 15 tháng 4 2021 nè. Đó, và ngày 30 tháng 12 2021 trên địa bàn các tỉnh xã nè. Thì cái ngày này nè là Trung tâm Kỹ thuật Môi trường nó kiểm tra đó, là đo cơ lại cái thực địa đó, là đo cái mốc tranh này nè. Thì cái nó gồm xã 6 xã ha. Thì xã trước đó là xã Gành Dầu. Gành Dầu thì nó có diện tích là 44.795,219,9 m². Thì Bãi Thơm có diện tích là 82.491,105,4 m². Thì xã Cửa Dương là diện tích 123.370,696,2 m². Thì Cửa Cạn diện tích là 17.629,74,4 m². Hàm Ninh là diện tích là 21.655,756,3 m². Thì xã Dương Tơ là diện tích là 1.929,717,3 m². Thì 6 xã này á, thì nó có cái xã Dương Tơ này là diện tích ít nhất trong trong cái 6 cái xã này nè, thì nó nằm trong cái loại là một cái rừng, nó gọi là vườn quốc gia, hồi đó là vườn quốc gia đó, là vườn 98 đó nha.
Vườn quốc gia nha, chứ không phải vườn phòng hộ nha. Phòng hộ để nằm ở dưới, còn phòng hộ lúc trước là vườn quốc gia, cũng là vườn phòng hộ, nó nằm nó của cha cũ á. Thì giờ bây giờ là giờ vườn này là vườn quốc gia, thì giao cho trách nhiệm cho vườn quốc gia nè, đó vườn quốc gia quốc nè, ủy ban nhân dân thành phố quốc có các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính nè, là đang đọc điều 2 nha. Thì vườn quốc gia phú quốc nè, quản lý và chặt chẽ sử dụng có hiệu quả và chịu trách nhiệm với nhà nước đối với diện tích được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Thì để mình giảm cái thì đối với 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang với diện tích là 898,714,1 m² là dự án Hoa Viên do công ty là tư nhân Hàng Hải An Phú Đông Sơn với diện tích là 147.169,2 m², thì nói nó lại mét vuông đó, là cái này là bốn công nè, 40 công nè, này 100 nè, đó này là mà bốn này là 4 hecta, 14 hecta, 147.000 là 4 hecta, chúng làm tròn đi cho là 14,7 hecta đó. Thì thuộc quy hoạch đất rừng đặc dụng tại quyết định 633, quyết định 633 gọi là diện dụng, thì nằm trong cái diện tích cấp giấy chứng nhận trên như trên. Vườn quốc gia Phú Quốc có chịu trách nhiệm quản lý ranh giới và rà soát thống kê đề xuất hướng xử lý để tránh để trình ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Thì đối với 58 giấy chứng nhận đã được Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc cấp cho các hộ dân gia đình diện tích là 387,087,0 m². Đó thì đổi ra là 36 hecta là tổng 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 cộng là 58 giấy chứng nhận. Về khu tái định cư xã Gành Dầu, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc phê duyệt có diện tích là 22.470,1 m², thì 22.000 này là 2.000 này là một công đất nè, là 2 hết nè, 2 hết 2 đó, là 22 công đất, dễ nhớ nên nói nè, có nhiều người tính thay đổi nè. Đây là một công đất nè, 2.400 nó nghĩa là 2 công nè đó. Bây giờ 22.000 là 22 công đất nè đó, nhìn nhớ cho dễ dễ biết. Về quy hoạch đất rừng được dụng tại quyết định 633 là chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ha. Vườn quốc gia Phú Quốc có chịu trách nhiệm quản lý ranh giới để rà soát thống kê đề xuất hướng xử lý trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Thì cái 58 giấy này á, thì nó nằm ở trong ranh gần, không phải xuất hết, không phải trình đề xuất để xử lý ha. Trường hợp nào quay có coi cái đủ điều kiện ngay cái nguồn gốc như thế nào đó thì 58 giấy chứng nhận này nè đó, là lúc cũ đó. Thì đối với cái phần diện tích là 4.551,679 m² đất rừng đặc dụng tại 84 vị trí quy hoạch bổ sung mới chưa cấp giấy chứng nhận vườn quốc chưa cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, vườn quốc gia Phú Quốc chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố, các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra xác minh rõ nguồn gốc. Cái này nè ha, cái này quan trọng ha, rõ nguồn gốc nè đó, đề xuất xử lý để trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại thông báo số 291 ngày 15 tháng 8 2019 của Văn phòng Chính phủ. Những cái trường hợp mà rõ nguồn gốc ha cả nhà thì mới là mới mới đủ được, là cái này là cái điều kiện ha. Thì cái vị trí ranh giới khu đất được xác định theo 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 tờ chích đo địa chính là số 02 ngày 21 do Trung tâm Kỹ thuật Tự môi trường ngày 14 tháng 4 2021, được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra là ngày 15 tháng 4 2021 trên địa bàn từng xã cụ thể như sau. Thì xã Gành Dầu thì có 1.000 à, Gành Dầu nè 1.119,438,5 m². Đổi ha, bây giờ là 19 nè,
Đây 19 công, 190 công, 1900 công. Rồi, dễ dễ nhớ. Công nè, 10 công nè, 100 công nè, 1000 công, 1000 công đất. Rồi dễ gì ha, dễ nhớ ha. Xã Bãi Thơm diện tích đất là 782.587,4 m², diện tích đất của cô Dương thì nó 1.249,959,0 m², mà xã Cửa Cạn là diện tích là 647,697,3 m². Xã Hàm Ninh là diện tích là 564,934,6 m². Thì xã Dương Tơ là diện tích là 187,062,7 m². Thì đối với phần diện tích là 32.300, cái số này nè, 32.330,703,5 m². Đây. Đó, tính ra công thì bao nhiêu công đất. Đây là đất rừng đó. Đất rừng được đặc dụng à, đất rừng đặc dụng nè, trên lệch thừa thực tế giữa ranh mốc của quyết định 91/2001. Chắc chắn là trên thực tế cái phần diện tích này nè nó dư hơn cái mốc mà theo cái quyết định mà năm năm theo 2001 nè. Đó. Thì nó 98 á, 2001 là chấp định 98 á. Thì được xác minh tại địa điểm thực địa vào năm 2004, so với ranh mốc giới được điều chỉnh bổ sung diện tích theo quyết định của 633, vườn quốc gia Phú Quốc chịu trách nhiệm rà soát tình hình quản lý sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất của các hộ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trước khi tổ chức bàn giao đất tại thực địa cho Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc. Vị trí ranh giới khu đất được xác định theo tờ chích đo số nè, số 670 21 60 là có lo một làng nè, một chỗ 21 nè, 667 là 21 nè, 666 là 21 nè, và số 668 là 21 nè. Do trung tâm kỹ thuật môi trường là lập ngày 14 tháng 4 2021, và số 5161/21 và 5162/21 cho trung tâm kỹ thuật môi trường đó là lập ngày 29 tháng 12 2021, được sở tài nguyên môi trường ký kiểm tra ngày 18 tháng 6 2021. Tất nghĩa là cái con số này nè là đo là một cái xã, thấy không? Cái số 670 này nè, 21 nè, là đo một cái xã, là cái xã đó diện tích ở bao nhiêu đó, giống như xã Cần Dầu nè đó, giống như xã Cần Dầu này nè, nó là cái nó nằm trong cái số gì nè đó, nằm trong số ha đó, rồi cái nhà hiểu chưa? Đó theo mình làm hiểu là những gì đó ha. Thì xã Bãi Thơm diện tích là 6.406,21 m², thì mình cứ coi lại cái nhà lô tô lại cái nhà coi cái diện tích ha. Đó là xã của Dương là diện tích là 7.848,074,5 m², Cửa Cạn diện tích là 4.969,875,3 m², ở Hàm Ninh thì diện tích là 2.218,311,5 m², xã Dương Tơ thì 1.133,674,2 m². Cái Dương Tơ nó ít nhất, cái nó nằm có một góc và nó giáp ở núi Đồi Sói á. Cái góc Dương Tơ á thì cái núi dừng ngập dụng nó có mương chấm, một cái núi Đồi Sói chạy vô Suối Tiên, cái đường Suối Tiên nó có chút ít thôi. Nên diện tích nó nhỏ. Còn lại mấy cái 6 cái xa 5 cái xã kia thì nó lớn. Cửa Dương là lớn nhất. Nếu mà rừng dụng là xã Cửa Dương là lớn nhất. Mà cái xã Cửa Dương nó diện tích lớn nhất của đảo Phú Quốc cũng là lớn nhất. Ha, cái nhà nào anh em chị mình đầu tư mà bất động sản và môi giới bất động sản, bà con bất cùng luôn. Thì cái xã nào mà lớn nhất, diện tích đất lớn nhất là xã Cửa Dương. Diện tích rừng nào lớn nhất là xã Cửa Dương. Rồi Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc nè, số 2 ha, tiếp nhận cái khu đất có diện tích là 32.000. Tiếp nhận là khu đất có diện tích là 32.330,703,5 m². Đó, do vườn quốc gia Phú Quốc rà soát tình hình quản lý sử dụng đất, hiện trạng sử dụng và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các nơi có đất rà soát từng trường hợp cụ thể để theo quyết định của pháp luật đất đai, thì phối hợp với vườn quốc gia Phú Quốc các đơn vị có liên quan kiểm tra xác minh rõ nguồn gốc hiện trạng sử dụng đất, đề xuất xử lý vườn quốc gia Phú Quốc có cơ quan cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến của Chính phủ
với diện tích là 4.551,679,5 m² của 84 vị trí ha, vị 84 vị trí này ha, chúc mình đề cập 84 vị trí nha cả nhà ha, 84 vị trí quy hoạch bổ sung mới đó. Trong 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang ha, đó, thì cái diện tích Chỉ huy Quân sự đó có diện tích là 898,714,1 m², là cái đó là cái đó của Bộ Chỉ huy Quân sự, là có 6 giấy chứng nhận ha. Bộ Chỉ huy Quân sự của Quốc là 11 nhớ có 6 giấy chứng nhận là 898,714 m². Còn quy đổi gia công chút mấy cái nhà tự quy đổi ha. Vậy cái dự theo có dự án hoa viên của công ty An Phú Đông Sơn. Đây là cái nghĩa trang ha. Cái nghĩa trang này là nghĩa trang hoa viên chứ không phải nghĩa trang nhân dân nha. Cái dự án này là cái nghĩa án nghĩa trang thì cấp ha. Chủ đầu tư với diện tích là 147,169 m². Đó. 58 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân huyện giao cho các hộ gia đình nè. Đó, 58 giấy chứng nhận này nè. Đó, rồi giao cho hộ gia đình nè, cá nhân nè. Với diện tích là 367,87,0 m². Đó. Thì khu tái định cư Gành Dầu của dân huyện Phú Quốc phê duyệt với diện tích là 22 công nè, 2 mẫu 2 nè, thuộc quy hoạch đất rừng nè, tại quyết định 6 số 633 nè. Đó, là phải chuyển đổi luôn cái 6 cái tái định cư Gành Dầu này lúc trước á, nó là cũng là đất rừng mà bây giờ á, là nó là mục đích về á, của phúc lợi thì được chuyển thành nó đất ở và ở nông thôn. Thì các cơ quan á, thực hiện thủ tục hành chính, trung tâm phục vụ hành chính công bộ tiếp nhận hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên Môi trường, thông báo cho vườn quốc gia nộp phí và lệ phí theo quy định, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vườn quốc gia Phú Quốc sau khi hoàn thành việc nộp phí và lệ phí theo quy định. Tức nghĩa là giống như cấp lần đầu cấp sổ giấy lệ chứng nhận cho vườn quốc gia quản lý, cấp sổ đỏ đó ha, cấp cái sổ này cái sổ giống như cái sổ mình có cái sổ đỏ đó, là cái cuốn sổ là cho đổi để cái diện tích rừng đó. Sở Tài nguyên Môi trường xác định cụ thể mốc giới giao đất tại thực địa vườn quốc gia Phú Quốc. Sở Tài nguyên Môi trường nào phải xác định cụ thể mốc nè, giao thực địa, nếu mà giao đúng thực địa là có mốc rõ ràng thì mình an tâm rồi ha. Và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp theo là nè, làm giấy mới và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cái phôi số là K475649 là do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp ngày 18/6/98 và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. Tức nghĩa là xong khi một cấp một cái sổ mới thì phải chỉnh lý lại cái sổ này nè. Đó là vào năm 98, 18/6/98 có một cái sổ đỏ này là sổ rừng này nè, là cái phôi đó là chỉnh lý lại. Để tránh trong vòng đăng ký nữa đâu. Tránh trong phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường xây dựng nè, Sở Kế hoạch Đầu tư Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trưởng ban quản lý công kinh tế, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã có đất, giám đốc vườn quốc gia, các ngành chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Là quyết định đã có hiệu lực. Thì quyết định này đã có thể thay thế quyết định là 2163 ngày 18/6/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Đây, thì ngày ký là ngày được ngày ở đây. Có chữ ký của phó chủ tịch đây. Đó, Nguyễn Thanh Nhàn ký. Đó, khi nào là ngày ký đó, là ngày ký là cái ngày nè. Rồi đó, ngày 25/3 là đó 2022 là cái quyết định số 794 là còn là có cái sổ mới ha. Đây mà đây là phụ lục một ha. Đây là cái danh sách là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang nè, có quyết định chủ trương đầu tư nằm trong danh trường quốc gia nè, đó theo cái quyết định là 794 nè, đó ngày em đang 22 nè, thấy không, tháng 3/22 nè, thì Bộ Chỉ huy Quân sự nè, đó các xã nè, xã Cành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh, rồi nó có lại gì nè, đó địa pháo Cành Dầu nè, đài quan sát nè, trận pháo địa pháo đâu nè, đó
Đây là những cái chỗ mà đề cập trên ha, về danh sách nè, những danh sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là của hộ gia đình này nằm trong danh dự danh rừng nằm ngoài diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vườn quốc gia Phú Quốc nè. À, cái này quan trọng hơn cả nhà danh sách này là danh sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân, hộ gia đình cá nhân ha, là giờ sổ đỏ ha, là dự án nằm trong danh rừng ha, ngoài diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vườn quốc gia, nằm trong danh rừng mà nằm trong danh rừng mà nằm ngoài diện tích cấp giấy, nằm ngoài diện tích cấp giấy vườn quốc gia ha, là có thể là nằm trong 98 nhưng mà nằm ngoài 633 đó. Thì á, đây là cả Gành Dầu, khu tái định cư Gành Dầu, đây diện tích, đây số giấy chứng nhận chưa có thì chú ha. Thì cái hộ gia đình nè, cái là tên dự án ha, tên hộ gia đình nè, hộ gia đình nè, đó cá nhân nè, đây là những cái tên ha, bà con nào có những tên danh sách này ha, mình không có đọc ha, mình coi đi ha, đó có những cái phôi gốc tọa độ xã Bãi Thơm đó. Rồi thôi mình để lý cho bà con nhiều quá là mình đọc không hết các xã ha, rồi hết kéo lên cái ha cho bà con coi ha, có tên trong danh sách này không ha, đó là 84 nha, nó gồm diện tích nè, cá nhân ha, 367,887 m2 rồi đó. Đây là cái quyết định, đó là quyết định 794. Rồi cái nhà tiếp tục ha, để mình để muốn truyền để tiếp cho cái nhà để hiểu rõ hơn là mình là cái mô tả trên cái Google Map để cái nhà biết cái những cái vị trí đất này nó nằm ở đâu và cái ranh như thế nào, thì cái chị cứ tiếp tục để theo dõi ủng hộ kênh ha, để mình làm clip này cũng khá dài nên quý anh chị cứ theo coi để hiểu rõ cái quyền lợi của mình. Và trước màn hình quý anh chị á, ha đây là cái bản đồ Phú Quốc ha, đây bản đồ Phú Quốc, cái anh chị nhà đầu tư môi giới và cái nhà Mỹ, cái đây bản đồ Phú Quốc hay ha. Thì trong cái văn bản mà của cái quyết định mà số 794 thì nó gồm có 6 xã, nên thì em vừa đọc vừa qua cái xã đó, đây là nơi đây. Thì cái bản đồ Phú Quốc này quý anh chị nào, bà con nào chưa thấy hiểu rõ về cái bản đồ á, chứ không phải ai cũng hiểu được biết biết về cái bản đồ ha, thì có một số bà con nào mà chưa có biết bản đồ rồi hãy tập quan sát coi cái bản đồ vệ tinh ha, cái vị trí mình đang ở, xài Google, nhất là cái Google Map mình đang xài là xài Google Map hoặc là xài Google Earth. Thì 6 cái vị trí đó đó, thì cái vị trí này nè, để em tắt lớp này, đây đây là cái vị trí, đây đây là thuộc của Gành Dầu ha cả nhà ha, quý anh chị ha, đây là Gành Dầu, đây là quận Gành Dầu, ở đây của là Cửa Cạn ha, đó đây Cửa Cạn, ở đây là xã Bãi Thơm, đây là Bãi Thơm đó, Bãi Thơm đây là diện tích của Bãi Thơm, em lần này cho chưa tôi Bãi Thơm, đây là Cửa Dương lớn nhất, đây Cửa Dương rất là lớn ha, anh em nói Dương, đây là Dương Tờ, đây Dương Tờ có nhiều thôi đó, Dương Tờ có nhiều nè, đó Dương Tờ. Thì cái ranh rừng Phú Quốc á, thì cái quyết định năm 98 á, thì cái ranh rừng 98 cho em mới tắt nè, này 98 nè, đây là cái này là cái 98 nè đó, đây là cái này nè, cái 98 nè đó, anh em 98 nè. Thì cái ranh rừng này á, là cái quyết định 598 là cái sổ nè, bây giờ từ khi quyết định 633 ra đời á, là thì cái ranh rừng 633 là cái này nè đó, cái len màu xanh này nè đó, còn cái màu á, cái màu vàng này nè là nằm trong 84 là vị trí đang điều chỉnh ha đó, cái này nè đang rà soát nè đó, tiếp tục rà soát nè, tham mưu nè cho ủy ban nhân dân tỉnh lên trình kiến chính phủ để
rời cái nói là cái mốc lên này nè, thì những cái trường hợp á, mà cấp giấy chứng nhận á, là như đây nè, đó cũng như này nè, đó người ta 81 cũng có tên hôm nãy đó, mà với chị với anh chị đọc rồi đó, đó. Thì 81 vị trí đó, đó thì nó cái màu này nè là nó nằm nè, nó có giấy chứng nhận nè, là rà soát nè, nên chung là quan trọng là cái nguồn gốc đó. Ừ. Giấy chứng nhận đó thì em cũng kết thúc clip tại đây ha, clip cũng khá dài. Đây là cái bản đồ, thì quý anh chị nhà đầu tư nào á, mà mua đầu tư bất động sản của đảo Quốc á, thì những cái chỗ đây nè, đây là những quý anh chị đều nằm ở ngoài ranh rừng nè, hội 6633. Đây là quý anh chị nè, là những vị trí gọi là an toàn ha. Còn những cái màu vàng vàng này là chưa, những đất này là còn rà sót thì chưa, nói chung trong quá trình rà sót thì không nói là an toàn ha. Thì khi mà đã quy hoạch để đâu đó một cái góc độ mà để quý anh chị mà có đầu tư bất động sản Phú Quốc á, thì á, quyết định á, thấy có ranh rừng này thì quý anh chị cứ thoải mái vô tư, quý anh chị cứ mua ha. Còn bà con nào muốn có đất rừng này, đất đây á, thì mình ở nhà mình như là không có nằm ở trong ranh rừng nữa, thì mình bảo vệ, mình có quyền lợi của đất mình, thì mình không có nghe ai hù hay dọ hay gì chứ á, thì đất tôi là vậy đó. Có cái ranh nó rõ ràng, cái ranh này là mình biết rồi. Nhưng mà cái này á, cái góc độ của em đó là em muốn chia sẻ cái này nè, là cái góc độ của em á, là em làm cái clip để em chia sẻ cái góc nhìn ha chung cho nhà đầu tư bất động sản trên đảo Phú Quốc, và anh em môi giới đầu tư bất động sản Phú Quốc, và bà con có đất của dân Phú Quốc mình luôn, là có biết được, có kiến thức, nói chung là biết được đất mình có nằm trong ranh rừng hay là ngoài ranh rừng, để hai bên đều có nghĩa vụ và quyền lợi với nhau. Nghĩa là bà con mình có đất ở trong gần sát rừng, mình không biết cái mốc rừng ở đâu, tuy biết nhưng mà chưa chắc rõ ràng, không có biết nhưng mình cái cũng chưa biết là rõ. Cái mấy con biết nhà đầu tư họ lại do họ biết thông tin, họ hầu hôn đất mình còn nằm trong ranh rừng rồi mình nó này kia cái nọ, cuối mình nghĩ cũng mục đích làm gì, họ muốn làm cái giá tốt để mình mua, họ mua được cái giá tốt ha, và để họ có lời. Thì bà con mình cũng vậy, bà con mình phải biết đất mình có nằm trong đó hay trong ngoài đó, trong đó, để bà con mình để giữ được cái giá đó, thì cái thành quả của mình từ bao nhiêu năm qua sống cùng cái đất đảo này, ông bà còn lại là ông bà đã cho mình trụ rồi, thì ông bà mình cố giữ mình đúng cái giá thị trường mình bán ha, chứ đừng có nghe ai nói hết. Và chính xác nhất theo của em ha, góc độ em, thì nên xin thông tin quy hoạch miếng đất của mình ở, nhà đầu tư cũng vậy, người dân Phú Quốc cũng vậy, có thông tin quy hoạch rõ ràng của cơ quan chức năng trả lời thì mình có đất mà mình có quyền lợi, mình có quyền xin ha. Còn vấn đề xin thế nào thì các anh chị cứ tính như cơ quan chức năng, như là phòng tài nguyên môi trường nè, một cửa nè, ban quản lý kinh tế nè, xin thông tin quy hoạch đi, thì mình chắc cố nhất, không nghe lại ai chứ. Em chỉ chia sẻ cái góc nhìn, để có cái nhìn trước để tránh thiệt hại rủi ro giữa đôi bên, nhà đầu tư khôn thì thằng người bán người chủ của đất hết, họ hơn rồi thì họ được có quyền lợi, và người chủ đất có biết thông tin trước của nhà đầu tư thì nhà đầu tư không biết, nhà đầu tư mất quyền lợi vậy thôi. Nên em muốn cái góc nhìn này là để đem cái thông tin này là để cho hài hòa giữa quý anh chị và nhà đầu tư, và bà con đã làm cái thị trường bất động sản Phú Quốc được minh bạch hơn. Tại vì á, vừa qua cái tình trạng vừa qua bất động sản Phú Quốc có rất nhiều cái gọi là rủi ro cho nhà đầu tư và bà con đảo Quốc luôn, có bất động sản đảo Quốc sao? Có tối ngày á, cứ báo chí truyền thông đưa lên nó là sai thông, bị cuốc hay là bị sai phép, sai đủ thứ, và bao chiếm rừng này kia làm nhà đầu tư họ hoang mang, người ta muốn đầu tư đảo Phú Quốc, người ta không minh bạch, người ta hoang mang,
ta hoang mang, ta muốn đầu tư mà ta sợ dính dự án, dính quy hoạch, dính này dính kia, người ta nhiều, thật chất là có những người đã dính rồi chứ không phải mà sợ. Nên từ đó họ rất là ngại, mà trong khi họ không đầu tư thì Trung Quốc này á, thị trường bất động sản nó cũng là một cái nguồn lực ha, cũng phát triển đảo Phú Quốc chứ ha, nó phải thừa nhận. Bà con cũng nhờ đó. Nó nên mình chia sẻ cho quý anh chị nhà đầu tư cái góc độ như vậy ha. Nên trước hết học sinh trong thế thanh trong quy hoạch ha. Ok ha, còn mình chỉ mang tính chất để chia sẻ thôi nha. Chứ những cái gì mình nói là mấy anh chị chỉ cứ đi xin trong quy hoạch. Cái này góc này mình để tham khảo thôi, trao đổi thôi. Rồi bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau ha. Nhớ đăng ký, hay nhớ đăng ký nha. Và chia sẻ kênh ha. Để em có động lực làm cái clip tiếp theo ha.